Nhà Phi là một trong những vị tướng lừng danh trong lịch sử Trung Hoa. Ông nổi tiếng về lòng tận trung báo quốc, hiếu thảo với phụ mẫu và chiến công bách chiến bách thắng. Dù là một người anh hùng của lịch sử Trung Hoa nhưng ông lại bị gian thần hãm hại, phải mang án oan xuống tận Cửu Tuyền. Mãi hàng chục năm sau đó thì gia tộc của ông mới được minh oan và vinh danh trở lại. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Nhạc Phi, đại tướng bách chiến bách thắng và án oan bi thảm trong lịch sử Trung Hoa. Quyền pháp trứ danh. Nhạc Phi sinh năm 1103 vào cuối triều Bắc Tống. Ông là người huyện Thang Âm, Tương Châu, nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ngày nhỏ ông tên là Ngũ Lang, sau này mới đổi thành Nhạc Phi, tự là Băng Cử. Cha mẹ ông là những người nông dân áo vải, từ nhỏ ông đã sống đời đạm bạc và tàn tiện. Tính tình Nhạc Phi ôn hòa, đôn hậu, hay giúp đỡ những người nghèo khó. Sinh ra vốn đã có sức khỏe, chưa đến 20 tuổi đã kéo được cây cung nặng 300 cân, đơn vị trọng lượng cổ Trung Hoa, dương đỏ nặng 8 thạch. Thạch là đơn vị trọng lượng xưa nặng bằng 10 đấu. Ông may mắn được học võ với thiện xạ Chu Đồng, tay thương Cừ Khôi Tần Quảng, được tiếng là vô địch trong huyện. Ngoài học bắn cung với Chu Đồng, Nhạc Phi còn lặn lội tìm học võ nghệ với các cao thủ trong vùng. Với bản tính chăm chỉ và thông minh, ham học hỏi, ông đã sáng tạo ra một quyền pháp nổi tiếng mà dân gian gọi là Nhạc Gia Quyền, không gì so sánh nổi lúc bấy giờ. Chí lớn chưa thành. Đầu thế kỷ 12, nhà Tống dần suy yếu. Khi Nhạc Phi lớn lên, Trung Hoa bấy giờ thường xuyên bị nhà Kim tấn công xâm lấn bờ cõi từ phương Bắc. Trong thời gian này, triều đình nhà Tống khẩn thiết chiêu binh để bảo vệ đất nước. Chuyện kể rằng, mẹ ông đã động viên con trai hãy trân quý vinh dự được bảo vệ đất nước. Ngày lên đường, bà yêu cầu Nhạc Phi cởi áo và xăm lên lưng con trai 4 chữ, tận trung báo quốc, để ông phụng sự đất nước với lòng trung thành hết mực. Tuy vậy, khi Nhạc Phi chưa kịp thi thố tài năng, thì người Kim đã đánh chiếm sông Biện Kinh, rồi tiêu diệt Bắc Tống. Vào năm đầu tiên của đời vua Tĩnh Khang 1126, Nhạc Phi tham gia kháng Kim. Ông liên tiếp lập được nhiều chiến công, nên được Tông Trạch đề bạt làm chức thống chế. Năm Kiếm Viên thứ 3 1129, Tông Trạch qua đời, tướng quân nước Kim là Hoàng Nhan Tông Bật lại xâm lược phía Nam, Tống quân đại bại, vua Cao Tông phải đi lưu vong. Nhạc Phi lúc ấy đang nhậm chức Giang Hoài Tuyên Phủ Sứ, đã dẫn quân chiến đấu đánh bại quân Kim ở địa khu Quảng Đức, nay thuộc tỉnh An Huy, Nghi Hưng, nay thuộc tỉnh Giang Tô, tại Thanh Thủy Đình. Chỉ một trận là thu phục được Kiến Khang, rồi truy kích Ngột Thuật 4 lần chiến thắng cả 4, được thăng chức Thông Thái Trấn Phủ Sứ. Năm Thiệu Hưng thứ 3 1133, nhà Kim nâng đỡ cho chính quyền Ngụy Tề, Lưu Dự, phái quân đánh chiếm các quận ở Tương Dương, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc. Tháng 4 năm sau, Nhạc Phi từ Giang Châu, nay là Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, dẫn quân tiến về phía Bắc, đánh bại quân của Lưu Dự, thu phục được 6 quận. Bởi công lao này, ông được phong làm Thanh Viện Quân Tiết Độ Sứ. Vào mùa hè năm Thiệu Hưng thứ 5 năm 1135, triều đình nhà Tống nghi ngờ Dương Yêu cấu kết với Ngụy Tề, mưu toan đánh chiếm Nam Tống. Nhạc Phi nhận lệnh đánh bại quân Dương Yêu, triệt để loại bỏ được mối họa bên trong. Năm Thiệu Hưng thứ 6 1136, khi nhậm chức Hồ Bắc Kinh Tây Lộ Tuyên Phủ Phó Sứ, ông đã cho quân tấn công bất ngờ quân của Lưu Dự. Ông lấy một số quân tiến về phía đông, Thái Châu, đây là Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam, dự địch ra đánh. Còn quân chủ lực từ Tương Dương tiến về Y Dương, nay là huyện Tung, tỉnh Hà Nam, chiếm được một vùng đất rộng lớn ở giữa Tây Thiểm Nam của nhà Kim. Dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi, những lộ quân Bắc phạt của nhà Tống đã thu hồi được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở lưu vực sông Hoàng Hà từ tay quân Kim. Nhân dân khắp nơi đua nhau tham gia vào quân đội của Nhạc Phi. Nhạc Phi liên tục dâng sớ xin vua Cao Tông bắt phạt thu hồi lại giang sơn đã mất. Nhưng phe chủ hòa trong triều đình liên tục gạt đi ý định đó, bất chấp những chiến thắng vang dội của Nhạc Phi trên trận địa. Với tâm trạng đau buồn và phần uất vì chí lớn chưa thành, ông đã sáng tác Thiên Cổ Tuyệt Sướng Mạn Giang Hồng. Sau này, ông thống lĩnh một đội quân được xưng danh là Nhạc Gia Quân. Kỷ luật thép. Nóng tử bất sách ốc, ngạ tử bất đã lỗ, tạm dịch, tha chết rét cũng không cướp nhà của dân, tha chết đói cũng không cướp lương thực của dân. Đó là khẩu hiệu của Nhạc Gia Quân, đồng thời cũng là lời mô tả chân thực về đội quân này. Quân Kim từng than rằng, lai đổ núi thì dễ, giáp chiến quân Nhạc Phi thì khó. Bởi Nhạc Gia Quân có tính kỷ luật nghiêm, chủ soái chỉ huy oai dũng. Còn một điểm nữa là họ nắm vững môn Nhạc Gia Quyền danh tiếng do chính chủ soái Nhạc Phi sáng tạo ra. Trong số các tướng quân triều đại Nam Tống, chỉ có Nhạc Phi kiên quyết một vợ. Hơn nữa, ông cũng không bao giờ đi đến những nơi thanh lâu buông thả. Ngô Giai từng dùng 2.000 quan tiền để mua một cô con gái nhà có ăn học để tặng cho Nhạc Phi. Sau khi biết chuyện, Nhạc Phi nói, người nhà tôi đều mặc áo vải, ăn thức ăn thô,
nếu có thể đồng cam cộng khổ thì xin mời ở lại, còn nếu không tôi không dám giữ. Nhạc Phi đã sai người đưa trả về dù thuộc hạ có khuyên can, bảo rằng không nên vì như thế sẽ làm tổn thương giao tình với Ngô Giai. Nhạc Phi trả lời, nay mối nhục đất nước còn chưa rửa sạch, sao là lúc đại tướng nghĩ đến việc an nhàn vui chơi. Về sau, Ngô Giai biết chuyện lại càng kính trọng Nhạc Phi hơn. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Tài năng văn chương, võ lược phi phàm. Tài năng văn chương của Nhạc Phi chắc hẳn không cần phải bàn đến, bởi hơn 10 bài thơ của ông đã cho thấy rõ điều này rồi. Ngoài ra ông còn rất thích đọc sách, viết thư pháp. Người đương thời dùng những câu như thất hữu, nghiệp giá, tạm dịch, trong phòng có rất nhiều sách. Tự thượng, tô thể, tạm dịch, viết theo chữ thư pháp của Tô Đông Pha để tả về sở thích này của ông. Ông cũng rất thích kết giao với những người có học và người trí thức, khách lui tới nhà ông đều là văn sĩ. Nhạc Phi có sở trường về sử dụng nhiều loại binh khí. Khi còn nhỏ, tài dùng thương thuật của ông đã là vô địch toàn huyện. Lúc trưởng thành rồi tham gia quân ngũ, ông chưa bao giờ gặp được đối thủ xứng tầm, song pha chiến trận liên tục đánh bại đại tướng của quân địch. Ông còn lập được kỷ lục cao nhất về bắn cung tên trong triều đình nhà Nam Tống, có thể nói là Dũng Quang Tam Quân. Trong giới võ thuật dân gian, đã không ít môn phái với các bài quyền hay binh khí mượn tên Nhạc Phi. Như hình ý quyền cũng lấy danh là do Nhạc Phi truyền lại. Ngoài ra còn có Nhạc Gia Thương, Vũ Mục Thương là những bài thương danh chấn còn tồn tại. Trong chiến lược, ông dựa vào đặc điểm của quân Kim là quân lực mạnh, nhưng phương pháp thống trị thấp kém không được lòng dân chúng. Từ đó đề ra chiến lược liên kết với các đạo quân nhằm đối kháng nhà Kim, nên thu được hiệu quả rất tốt đẹp. Nhạc Phi vận dụng chiến thuật rất linh hoạt, đơn cử như sau trận chiến Thanh Thủy Đình. Khi đối mặt với quân địch đông hơn, Nhạc Phi dùng một toán quân 100 người mặc quần áo màu đen, ban đêm tập kích, thoát ẩn thoát hiện, khiến quân Kim kinh hãi, rối loạn, rồi tự bại. Ông còn linh hoạt trong việc sử dụng bộ binh và kỵ binh. Ông căn cứ theo đặc điểm của từng binh chủng mà đánh bại được quân của Lý Thành có binh lực đông hơn rất nhiều. Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của nhà Kim, ông dùng kế phản gián giết được Lưu Dự, giáng cho chính quyền Ngụy Tề một đòn nặng nề. Ông còn nhắm vào đặc điểm quân đội của Dương Yêu không được lòng dân, từ đó bao vây, dụ chiêu hàng. Kết quả giúp cho quân Tống liên tục đánh bại được thủy quân của Dương Yêu. Vụ án oan thấu cả trời xanh. Năm Thiệu Hưng thứ 10, 1140, Hoàng Nhan Tông bật hủy hiệp ước và tiến đánh Nam Tống. Nhạc Phi phái người liên lạc với nghĩa quân phương Bắc, tập kích và gây rối quân Kim từ phía sau lưng. Còn đích thân ông dẫn quân chủ lực tiến về phía Bắc, đánh bại quân chủ lực của quân Kim ở Yển Thành, Vĩnh Sương. Đang lúc Nhạc Phi chuẩn bị dẫn quân vượt sông truy kích tàn quân địch, thì Cao Tông và Tần Cối ra chiếu chỉ lệnh cho các cánh quân Tống phải điều quân quay trở về. Nhạc Gia Quân bị ép buộc phải rút lui, làm cho kế hoạch thu phục Trung Nguyên sắp thành công lại bị phá hỏng. Sau khi điều Nhạc Phi trở về, phong làm khu mật sứ mà thực chất là tước đoạt hết binh quyền, vua Cao Tông nghe lời xúi dục của Tần Cối đã nghi ngờ và buộc tội Nhạc Phi. Người Kim vốn hận và sợ Nhạc Phi thấu xương tủy đã đưa ra điều kiện nghị hòa với Nam Tống là phải giết chết Nhạc Phi. Ngày 29 tháng 12 năm Thiệu Hưng thứ 11, ngày 28 tháng 1 năm 1142, Nhạc Phi và con trai mình là Nhạc Vân đã bị Tần Cối hạ độc giết chết tại đình Phong Ba, thuộc Đại Lý Tự Lâm An. Khi ấy, ông mới chỉ có 39 tuổi, người dân tiếc thương trước cái chết của người anh hùng và vô cùng khinh miệt Tần Cối. Sau này, khi bị Nguyên Soái Hàn Thế Trung chất vấn về lý do xử tội Nhạc Phi, Tần Cối đáp, không có nhưng cũng không cần có. Ba chữ không cần có, mạc tu hữu, từ đó gắn liền với Nhạc Phi và thường được người đời sau dùng để chỉ những lời buộc tội vô căn cứ, ngụy tạo, ngập máu phun người. Gối thuận nghĩa khí chôn Nhạc Phi. Sau khi Nhạc Phi qua đời, thi thể của ông bị quăng đi. Tối hôm đó, trong ngục tỳ Đại Lý Tự, một viên cai ngục tên Gối Thuận có lòng sùng kính Nhạc Phi đã không quản nguy hiểm nhanh chóng đi tìm thi thể của Nhạc Phi, đưa đến khu mộ sau núi bên đền Cửu Khúc Tùng, rồi lấy chiếc vòng ngọc sinh thời Nhạc Phi đeo buộc vào dưới lưng ông. Sau đó Ngụy Thuận đóng quan tài, hạ táng và lấp đất. Ngụy Thuận luôn tin rằng Nhạc Phi sẽ có ngày minh oan lấy lại sự công bằng, do đó ông mới dám liều chết chôn di thể của Nhạc Phi. Trời giúp nghĩa sĩ, hành động của Ngụy Thuận không bị triệu cấu. Tần Cối phát hiện ra, nghĩa cử của ông đã được dự kính tròn 21 năm. Nhưng Ngụy Thuận đã không đợi được đến ngày Nhạc Phi được minh oan. Trước khi chết, ông gọi con trai đến bên và nói, ta sắp đi đây, nhà ta có một bí mật, bây giờ ta nói cho con nhất định phải nhớ kỹ. Bên cạnh đền Cửu Khúc Tùng sau núi nhà ta có hai cây quýt, sau cây quýt có chôn đại tướng Nhạc Phi. Nhạc đại nhân cả đời anh hùng là phải chịu kết cục này, còn nếu chết thì cũng phải truyền lại bí mật này cho các đời sau.
trời xanh có mắt, Nhạc tướng quân nhất định có ngày minh oan. Nói xong, Ngũ Thuận trút hơi thở ra đi. Tháng 6 năm Thiệu Hưng thứ 32 năm 1162, do Hải Lăng Vương nước Kim dẫn quân đánh xuống phía Nam, lại đốt lên ngọn lửa chiến tranh diệt nhà Nam Tống. Lời kêu gọi kháng chiến chống quân Kim của quân dân Nam Tống không ngừng vang lên. Do bất lực, Triệu Cấu đành nhường ngôi của mình cho con nuôi Triệu Thận, tức Tống Hiếu Tông. Tống Hiếu Tông là phải kháng chiến để thuận theo lòng dân, khích lệ ý chí chiến đấu chống quân Kim của quân dân. Ngay tháng thứ 2 sau khi kế vị, ông đã hạ chiếu minh oan cho nhóm người Nhạc Phi, quan phủ treo thưởng 500 quan bạc trắng tìm di cốt Nhạc Phi, chuẩn bị an táng Nhạc Phi theo lễ. Ngày 13 tháng 7, quan phủ giáng cáo thị, 8 ngày sau, con trai Ngũ Thuận dò xét được hoàng bản thực sự không còn nghi ngờ gì, mới đem địa điểm thực sự mà cha ông đã bí mật chôn Nhạc Phi báo lên quan phủ. Từ đó chân tướng án oan của Nhạc Phi mới được minh bạch trước thiên hạ. Kết cục của kẻ thủ ác. Tháng 6 năm Thiệu Hưng thứ 25, năm 1155, Tần Cối mọc một cái mụn độc khó hiểu trên cột sống. Mấy ngày sau, ông đau đớn mà chết ở tuổi 65. Trước khi Tần Cối chết, Triệu Cấu đã cự tuyệt ý đồ đưa con nuôi Tần Cối là Tần Ghi lên làm tể tướng. Từ đó bè đảng Tần Cối thất sủng, bị triều đình ghẻ lạnh, đẩy nhanh cái chết của Tần Cối. Sau khi Tống Hiếu Tông kế vị, đã đưa trách nhiệm hại chết nhóm người Nhạc Phi tính hết cho Tần Cối. Triệu Cấu chết vào ngày 8 tháng 10 năm Thuần Hy thứ 14, tức năm 1187. Sau khi chết đến năm thứ 3 mới được chôn ở khu lăng mộ nhà Tống ngoại ô thành phố Thiệu Hưng, Chiết Giang. Triệu Cấu tuy sống 80 tuổi, có thể coi là hoàng đế trường thọ, nhưng chính quyền Nam Tống do Triệu Cấu khai sáng là một vương triều yếu nhược, bất tài, tạm bợ cầu an. Tháng 2 năm 1276, đại hãn Mông Cổ Hốt Tức Liệt hạ lệnh đại quân Nguyên Mông đánh Lâm An. Tống Cung Đế tuyên bố đầu hàng, mở cổng thành đón địch. Nhà Nam Tống do Triệu Cấu khai sáng từ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khôi phục thanh danh. Năm Thuần Hy thứ 6, 1179, vua Tống Hiếu Tông ban tên Thụy cho Nhạc Phi là Vũ Mục. Đến đời Ninh Tông, năm Gia Định thứ 4, 1204, truy phong tước vị cho ông là Ngạc Vương. Năm Bảo Khánh thứ nhất, 1225, vua Tống Lý Tông đổi tên Thụy của ông thành Trung Vũ. Sau khi Nhạc Phi chết, hai người con khác của Nhạc Phi là Nhạc Đình, Nhạc Chấn đổi thành họ Ngạc, nhằm tránh sự truy lùng, diệt cỏ tận gốc của Tần Cối, được Nhiếp Phúc Tuấn che giấu trong nhà thờ họ. Về sau án oan này được rửa, hai con ông Nhạc Đình, Nhạc Chấn được mời làm quan, nhưng họ đã từ chối, quyết ở ẩn luyện võ. Nhờ thế mà Nhạc gia quyền phát triển mạnh mẽ tại các tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy. Tới thời vua Quang Tự đời Thanh năm 1876, đã có tới 300 người đỗ võ cử nhân, võ tiến sĩ là các đại cao thủ của Nhạc gia quyền. Cho đến nay, có tới vài trăm người là quyền sư trứ danh của môn này trên khắp Trung Hoa. Để vinh danh công lao to lớn của Nhạc Phi, vua Tống Minh Tông đã sai thần dân xây dựng một ngôi miếu ở làng Thăng Âm làm nơi thờ phụng cũng như chôn cất hài cốt của ông ở đây. Trong khuôn viên miếu, người ta cũng đã làm hai pho tượng sắt theo hình của vợ chồng Tần Cối đang quỳ tạ tội trước mộ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.